Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về nổ ngoại thất chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V màu trắng ngọc trai và nó là phiên bản 2024. Và chiếc xe này sẽ có màu nội thất là màu đen và em sẽ cập nhật cho anh chị về giá bán cũng như là cái những thay đổi trên chiếc xe Toyota Corolla Cross này. Và đầu tiên thì em sẽ đi xung quanh một vòng nội thất để anh chị ngắm một lượt và cập nhật cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại. Đối với phiên bản 1.8V thời điểm hiện tại có giá niêm yết giảm từ 860 còn 820 triệu. Tính ra lăn bánh ở thị trường Bắc Ninh nó sẽ rơi vào khoảng 900. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản xăng lai điện thì có giá niêm yết giảm từ 955 còn 905 triệu và tính ra lăn bánh ở thị trường Bắc Ninh nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ tròn. Đó về giá bán. Còn thứ hai là về những cái thay đổi của xe thì phiên bản 2024 này đã được cập nhật về, thứ nhất là về ngoại hình phần đầu xe. Phần đầu xe thì có thiết kế dạng tổ ong như Lexus và ở phần đuôi xe và phần thân xe thì không có sự thay đổi gì cả. Phần đèn đã được cập nhật, vẫn là đèn bi LED nhưng mà được thiết kế đẹp hơn và có được nâng cấp lên là cửa kính trời toàn cảnh. Đó, tay nắm cửa rồi thân xe, đuôi xe thì vẫn vậy. Còn đây là nội thất của xe. Nội thất của xe thì có, em có vừa giới thiệu là có hai lựa chọn là đen như thế này và màu đỏ pha với đen. Anh chị thấy thì chiếc xe này đã cập nhật một số cái tính năng như là màn hình nâng lên là 12,3 inch này, rồi có phanh điện tử, một cái cập nhật anh chị rất mong chờ, cũng như là có thêm cửa kính trời toàn cảnh. Cửa kính trời rất rộng luôn. Còn điểm thêm một cái chi tiết dãy da đen, da lụn màu nâu ở đây giữa cái ghế đen. Và đó là những cập nhật thay đổi và đặc biệt là xe đã được nâng cấp và đồng thời giảm giá bán. Hiện tại thì xe bên em còn có thêm những cái màu sắc khác, em có đăng lên kênh thì anh chị nào quan tâm đến xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.